Vậy rồi rốt cuộc con Nga nó về chưa? Về mới là lạ. Bà nghĩ coi, con Nga nó mới lớn phơi phới như vậy á mà đêm hôm bỏ nhà đi, bà nghĩ coi nó còn đường quay về không? Trời đất ơi, vậy rồi sao? Thì xong phim chứ làm sao. Đang thì con gái mà không biết chăm lo giữ gìn, để phí hết tuổi thanh xuân cho mấy thằng thiếu gia dởm. Bà nhìn nó đi, nó mới mười mấy tuổi mà nhìn nó như 28 tuổi vậy, già chát. Vậy chứ con Minh Châu á tính sao? Bà dám mối nào cho nó chưa? Con Minh Châu nhà tôi thì khỏi nói rồi, nó có số giàu sang nha. Hồi mới đẻ nó là tôi đi coi thầy liền à. Bởi vậy tôi không phải lo lắng gì nhiều hết trơn á. Bà biết không, giờ có mấy mối ngon đang ngấp nghé nó mà tôi chưa có chịu à. Ờ vậy cũng được, nhưng mà tôi thấy á, nó thân á với cái tụi thằng Quân thằng Tèo lắm mà nghe. Coi chừng á, nó có tình cảm với một trong hai thằng đó, bà tính sao? Lỡ vậy bà tính sao? Còn tính sao nữa, dĩ nhiên là tôi cấm triệt để, tôi cấm từ xa luôn á. Ừ, tôi chỉ nói vậy thôi. Anh Quân nè, em cảm ơn anh nha. Ừ, em vào trong thay đồ cái đã, không thôi em bị cảm lạnh đó. Dạ, anh cũng vậy nha, nhớ tắm nước ấm cho đỡ lạnh đó, em vô nha. Ủa, má. Dạ, cô chào chị. Không xong rồi, không xong rồi, không xong. Bà đi đâu vậy? Tôi đau bụng quá, tôi đi về. Trời ơi, đặng ngách. Minh Châu. Dạ, má. Ra để má hỏi nè, ra đây. Tức quá. Gì nè vậy? Nói má nghe, có phải con... Dạ, con chào bác. Chào con. Dạ. Con tới rước con Châu đi làm đó hả? Dạ, con tới đưa em Minh Châu đi làm. Xí, em mà thèm. Im. Ăn nói dành vậy đó hả? Dạ. Em nó tánh vậy á, chứ nó tốt lắm con. Dạ. Ừ, đừng giận em nó nghe không con? Dạ không, 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 không. Con đâu có giận đâu. Em Minh Châu mà thẳng tính như vậy á, con càng thích. Đó, bởi vậy nó giống tính bác đó con. Dạ. Bởi ta nói mẹ nào con nấy mà. Dạ, lên đi. Đi đi con, lẹ đi đi con. Đi theo dạ bác ra đây. Đi, quay xe ra đi con. Dạ, dạ, đi. Dạ, dạ, dạ. Mau lên con, đi. 8888888. Gì vậy? Nó nghệ nè. Đó, thấy chưa? Thằng này nó trồng cây si của Minh Châu nhà tôi lâu lắm rồi đó. Nhanh đi em. Được không? Bảnh bao ha. Ờ, coi thì cũng được. Nhưng mà tôi nói chị nghe nè, chị biết sao không? Sao? Con cháu gái của tôi á, nó thua con Minh Châu nhà chị xa lắm. Để tôi... Để đổ chó. Vậy mà từ khi nó lấy chồng Hàn Quốc đó nha, tháng nào á, nó cũng gửi tiền về, tiền quên về cho má nó hết trơn á. Mà tôi nói hả, gửi hả, tiền xài không hết luôn á. Một tháng á, vừa cả cây vàng. Đã vậy ta? Ờ. Ừ, nhưng mà thằng này nó cũng được lắm. Lên, lên, lên. Nhà giàu có. Đi xe em, để giờ làm bây giờ. Này đi xe này, mai đi xe khác. Con, đưa Minh Châu đi làm để trễ đó con. Dạ, ừ. Bác con đi. Ờ, đi đi con. Dạ, con đi. Con, mùi xích vô. Không. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Thôi đi đi con. Chắc là xe hết bình, để anh đạp thử. Chà, nè 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 nè, coi bộ đại gia này hơi bị thiếu máu rồi nghe. Nè, rốt cuộc xe có đi được không? Trễ giờ rồi nè. Sao kỳ vậy ta? Để đạp thử. Ghê luôn vậy đó. Thôi khỏi, khỏi đạp điếc gì hết trơn á, giải tán. Châu. Dạ. Ra đón xe buýt đi làm đi con. Dạ. Còn cậu, kể từ bây giờ đừng bao giờ tới đây tìm con gái tôi nữa. Không có tiền. Sao kỳ vậy? Chào cô, con đi làm nha má. Châu, 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 để em chở. Bác, con tự nhiên không biết cái xe hôm nay nó bị gì nữa. Thiệt. Con không có tiền nhưng mà ba má con ở nhà tiền nhiều lắm. Con vậy con xin tiền ba má con mua xe rồi qua chở em Châu đi làm nha. Khỏi. Chừng nào mua xe hơi đi, rồi tới đây gặp con gái tôi ha. Đi bác. Bác, con năn nỉ bác cho con qua chở em Châu đi làm. Con về con đổi xe. Ờ thì Dạ, chị Hiền. Đau bụng nữa rồi hả? Ờ. Tại mày đổ sắc dụng,
tao về tao bán xe luôn. Đau bụng hả? Uống thuốc không? Uống cái đầu của ông á, xích ra không? Kỳ vậy? Tam, uống thuốc không? Uống không? Thuốc cái đầu ông á. Châu. Dạ. Em chưa đón được xe nữa hả? Dạ chưa. Em không biết bữa nay làm sao nữa. Đợi từ nãy giờ mà không thấy xe đâu hết trơn á. Thôi lên xe, anh đưa đi cho. Chờ biết chừng nào mới tới. Ừ, anh có lấy tiền không vợ? Em được vé miễn phí suốt đời. Vậy cũng được nữa hả? Lên xe đi. Đi nha. Dạ. Giờ thì em đã hiểu lý do tại sao người nước ngoài qua đây họ lại thích đi xích lô rồi. Bởi vì họ được ngắm cảnh thoải mái nè, mà lại không sợ bị say xe nữa, đúng không? Em có thích không? Em thích chứ. Tại vì bây giờ em được ngồi xe miễn phí mà. Ủa? Vậy em thích đi xích lô chỉ vì là miễn phí thôi hả? Đúng rồi đó. Tại vì á, những gì mà không mất tiền em đều thích hết. Bộ em thích tiền lắm sao? Anh hỏi gì kỳ vậy? Tiền không thích chứ thích gì nữa. Nếu vậy sau này, nếu như mà em có chồng thì chồng em phải giàu mới được hả? Cái đó em cũng không biết nữa. Tại vì á, má em sắp đặt hết à. Mà anh biết tại sao á, má em lại đặt tên em là Minh Châu không? Tại vì á, má em muốn em giống như là một viên ngọc sáng của má em vậy đó. Nên là hả, má em đặt kỳ vọng cho em nhiều lắm. Em mà phụ lòng má em á là má em buồn nữa. Với lại á, hồi em học lớp 12 á, tự nhiên cái em bị bệnh ngang xương à, phải nghỉ học. Mà vô học lại á, thì đâu có học kịp bạn bè đâu. Cái má em nói là hả, không mấy con đi học nghề đi, hay là ở nhà làm việc gì đó, rồi sau này má sẽ kiếm cho con một người chồng giàu, rồi lúc đó con chỉ cần ở nhà hưởng phước thôi. Ủa? Sao vậy? Nếu người đó giàu nhưng mà em không yêu người ta thì có lấy người đó không? Ai biết, hồi giờ có yêu bao giờ đâu mà hỏi. Với lại em không biết cảm giác yêu một người là như thế nào hết. Của con với Lan Khanh tới đâu rồi? Dạ cũng bình thường thôi ba. Vậy thì làm cho nó khác thường đi. Lan Khanh là cô bé thông minh, giỏi giang. Sau này nó có thể giúp được cho con nhiều lắm. Anh nói Lan Khanh là... là con gái của ông Hòa, cổ đông của công ty. Vậy ý anh là anh muốn hai đứa lấy nhau hả? Để con phải coi xem bản lĩnh của thằng Phú Thịnh ra sao đã. Anh đã quyết rồi. Em sao vậy? À, em không được khỏe. Anh với con ăn đi. Không, không được. Không được. Không thể như vậy được. Phú Thịnh, Lan Khanh, tụi nó là anh em mà. Anh sẽ nói hết toàn bộ sự thật cho chồng em nghe. Thằng Phú Thịnh đó là con của ai? Anh nghĩ thằng Phú Thịnh là con anh thiệt hả? Nó cũng chỉ nằm trong kế hoạch của tôi thôi. Phải ngăn cản chuyện này lại mới được. Nhưng mà cách nào đây? Phú Thịnh không thể nào lấy Lan Khanh được. Mẹ. Vô đi, đóng cửa lại. Nè. Mẹ, gọi con có gì vậy? Nói cho mẹ biết, con với Lan Khanh đã xảy ra chuyện gì chưa? Chuyện gì là chuyện gì? Nghĩa là hai đứa con đã đi quá giới hạn chưa? Con cười vậy là sao? Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con trai của mẹ là người không biết giới hạn bao giờ hết. Nè, nghĩa là hai đứa đã... đã... Nói vậy thôi chứ Lan Khanh không phải là người đơn giản đâu. Cô ta khó nuốt lắm đó.
Nhưng mà dù sao thì cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì mục đích làm ăn của ba, cho nên con sẽ cố gắng vượt qua giới hạn để phá vỡ tường rào này. Bộ có chuyện gì hả? Đâu có chuyện gì đâu. Thôi đi về phòng đi. Con về đây. Ừ. Đi chậm chậm lại một chút. Dạ. Tắp vô giùm con đi chú. Dạ, được rồi. Lâu hả cô? Cô. Bao nhiêu tiền vậy con? Dạ 20 ngàn. Chết rồi, không có tiền lẻ rồi. Dạ 15 ngàn cũng được. Cô xin lỗi nha. Dạ cô, cảm ơn cô. Chở em tới trường đại học sư phạm được không anh? Dạ dạ. Dạ. Lan Khánh, Lan Khánh. Cái chuyện gì vậy? Đây là giấy mời công trình của bà đoạt giải nhì, nên mời bà tới nhận giải chứ sao nữa. Tôi quên mất. Cảm ơn nha. Lên lớp thôi. Đưa cái này cho nó đây. Hai bạn có biết nhà nó đâu không? Không. Bà lên trước đi. Ừ. Cái thằng gì đâu á, thi tốt nghiệp tới nơi rồi mà nghỉ học hoài à. Cái thằng này á, kỳ thiệt á. Cần thi mà nghỉ học. Vậy thì ông biết nhà nó không? Không, tôi có bao giờ qua nhà nó đâu. Sao tôi biết được? Ừ. Để tôi đưa Quân cho. Bà biết nhà của Quân hả? Tôi không biết, nhưng tôi có thể tìm. Ừ, nhưng mà bạn với Quân có quen biết gì đâu. Tôi cũng được mời tới dị giải với Quân. Không lẽ tôi có ý đồ xấu? Đưa cho tôi. Tại vì tôi không muốn mang ơn Quân. Để tôi đưa cho Quân. Cảm ơn. Hình như có cái gì đó sai sai phải không? Sai vậy đó. Xin ông bà khuất mặt khuất mặt phù hộ cho con. Cái xui nó đi, cái hên nó tới. Trời ơi, chuyện chồng con của con mình không lo, làm như chuyện làm ăn vậy. Đúng là người chưa biết yêu có khác. Ê, cha già kia, chuyện gia đình ta mắc gì ông sang vô hả? Bà mắc cười không? Bà đốt phong lâm thì tôi có quyền nói chuyện phong lâm. Ê, cha già kia. Gì? Cha nói ai chưa yêu có khác là sao? Hả? Bây giờ bà nhìn ở đây, có tôi với bà thôi, không ai hết. Không lẽ tôi nói chuyện với chó con đó? Kệ người ta chưa bao giờ biết yêu. Mà người ta có đứa con gái xinh đẹp. Còn ai kia, yêu nhiều quá sao mà giờ già rồi chưa có mảnh tình dắt dai. Tội nghiệp quá. Kệ nó, không có mảnh tình dắt dai. Cũng không tới lượt bà đâu, đừng có mơ. Đàn ông gì đâu mà nhiều chuyện. Tôi không có nhiều chuyện, mà tôi bất bình trong Minh Châu. Tội nghiệp nó chứ bộ. Bà làm như giàu sang lắm mà. Mơ đại gia, mơ đại gia. Có ngày trúng ngay thằng rể, đủ hay điên điển gì đó, rồi ngồi khóc một mình ha. Cha già khùng. Khùng cái gì? Chưa tới lượt ông đâu mà ông lo. Tôi đâu có lo.
Miệng ăn mắm ăn muối, hãy mở ra là nghe thúi quắc à. Kệ nó thúi quắc vậy đó, chứ không phải như bà. Cuộc đời không phải như là mơ đâu nha. Bà mà ước cái gì có nấy thì bà đâu có ở đây. Nè, nhìn đôi mắt của bà, gương mặt của bà, tôi đoán ra. Đoán gì? Tìm đại gia cho con gái mình là phụ, tìm cho mình mới là chính, đúng không? Ê, cha già. Sao? Bữa nay tôi với ông phải giải quyết mâu thuẫn tại đây nghe chưa? Giải quyết làm sao? Đừng có để cái chuyện này nó dây dưa nữa. Ý bà sao? Tay đôi, đánh lộn. Đánh lộn đúng không? Bà muốn đánh lộn với tôi đúng không? Chi nữa? Tôi mắc cầm này sao đánh? Đi đây cầm cho. Cầm đi. Rồi sao vô? Cầm sao đánh được? Ông cầm đi. Đây cầm cho. Thôi bác hạnh thay. Cha già đi. Cha già. Hốt hết. Cái thứ gì đâu không à? Ê, cha già kia, trốn luôn trọng đi ha. Còn có về về đường khác đi nha. Ê, thằng kia, mày chạy xe kiểu gì vậy? Xém một xíu nữa là đụng như xe tao rồi. Mày bán xin luôn không đủ tiền đời cho tao đó. Anh nhìn kỹ đi, anh ép tôi hay là tôi ép anh? Đúng ra anh phải là người đền cho tôi. À, thì ra là muốn ăn giả. Bỏ đi anh. Không mày, cần tiền đúng không? Như mày nói đây. Vô đi đủ chưa? Nhìn anh ăn mặc lịch sự như vậy mà cư xử thiếu văn hóa quá vậy. Nói gì vậy mày? Thôi hả? Anh, xin lỗi. Vì gì phải xin lỗi nó, đưa tiền cho nó là được rồi. Đúng là bạn bè với nhau có khác, lúc nào cũng giải quyết vấn đề bằng tiền. Nè, giấy mời nhận giải nghiên cứu của anh. Tôi không muốn mang nợ người khác, tôi đưa giúp anh, coi như là trả tiền xích lô lần trước. Ủa, tại sao phải đi xích lô? Mình về đi anh. Cách cư xử của tụi nhà giàu, tiền dùng đúng tiền hiền như Phật. Bạn sai lầm, bạn ác hơn ma. Anh thấy Phú Thịnh với Lan Khanh được hả? Ý em là sao? Ý em là con trai nhà mình nó còn non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm. Còn con bé đó, em nghe nói là nó khá thông minh, nên em lo cho con mình thôi. Đúng, Lan Khanh là cô bé thông minh, khéo léo, mà nó lại còn bản lĩnh nữa. Con trai mình cưới được người vợ như vậy thì em còn lo lắng chuyện gì nữa? Nhưng em không lo con bé, mà em lo là bà nó kìa kìa. Em nói ông Hòa sao? Em lo là ông Hòa có ý đồ gì khác. Đó cũng là bản tính thường thấy của người làm kinh doanh mà thôi. Nhưng ông ta sở hữu 20% cổ phần của Hải Minh, giờ lại muốn gả con cho nhà mình nữa. Như vậy không phải là quá rõ ràng hay sao? Em không biết sao, người ta nói cạnh tranh cũng giống như chơi một ván cờ. Nếu chúng ta thua, có thể chúng ta chơi lại một ván cờ khác. Cả hai người chơi đừng nên triệt hạ lẫn nhau. Vậy là anh vẫn muốn hợp tác với ông ta mà không muốn cạnh tranh sao? Đúng. Một kẻ mạnh có sự giúp sức của một kẻ mạnh khác không tốt sao? Em cứ chờ xem Hải Minh sẽ phát triển như thế nào. Nhưng em vẫn thấy lo anh à. Đó cũng chỉ là những lo lắng của đàn bà thôi. Anh biết mình phải nên làm cái gì. Anh à, có cách nào đừng để hai đứa nó lấy nhau được không? Mà sao em lại lo lắng chuyện này? Không phải em luôn muốn
Phú Thịnh có một người vợ xinh đẹp, lại giỏi giang sao? Dạ. Trừ khi có sự phản đối từ phía ông Hòa, còn nếu không thì anh không bao giờ thay đổi kế hoạch của mình đâu. Em suy nghĩ kỹ lại đi. Kỳ thi tốt nghiệp sắp tới nơi rồi, còn bảo lưu để làm cái gì nữa? Với lại không phải là em đang chuẩn bị luận văn gần xong rồi sao? Chỉ cần hoàn chỉnh rồi nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Em nên suy nghĩ lại. 4 năm có thể vượt qua được, mà bây giờ ráng có 2-3 tháng nữa mà em không làm được sao? Thôi em về đi. Về suy nghĩ kỹ lại rồi gặp thầy sau. Dạ, em xin phép thầy. Dạ, cô Tư, chú Tư. Như mọi khi hả con? Dạ không, con lại kiếm thằng Tèo. Tèo, Quân kiếm con kìa. Mày ngồi ngoài đợi tao xíu đi. Ờ. Thôi được rồi, con ra nói chuyện với Quân đi, để ba Quân cho. Ra dạ. Nói chuyện với nó đi. Hả? Chị Tư ơi, cho con chén bầu viên Tư ơi. Rồi con. Ừ, chờ chút con. Ê, ê, có chuyện mày, tao uống mà. Bọn mày mệt lắm hả? Mệt muốn chết. Công việc kiểu gì chán phèo. Tối ngày sáng đêm, mày thấy á, ổng bưng hủ tiếu thì thôi, đi vòng vòng trong xóm này gõ lóc cóc, không khá lên nổi. Nhưng mà dù sao á, mày cũng phải biết tìm niềm vui trong công việc chứ, như vậy mới thấy khỏe. Niềm vui trong công việc? Ê, tao hỏi mày nha, đạp xích lô vui không? Tao nói thiệt, người như tao á, tao tự thấy bản thân mình là phải làm một cái việc gì đó to lớn thì nó mới xứng tầm được, phải không? Có như vậy á thì mới đổi đời được. Tao không thể nào chôn vùi cái tương lai tươi sáng của tao ở cái khu ổ chuột tồi tàn vậy được. Mình là đàn ông, mình phải tạo dựng cái sự nghiệp của riêng mình. Chứ bây giờ mày thấy á, suốt ngày mà tao cứ phải cắm mặt vô cái xe hủ tiếu gõ này á, cái này ngóc đầu lên còn không nổi, nghĩ sao mà ra qua với thiên hạ, mày nghĩ đúng không? Ngóc đầu hả mày? Ba làm con hết hồn ba. Bộ tao với má mày bán hủ tiếu mày mất mặt với thiên hạ lắm hả? Ủa chứ còn gì nữa. Ba coi đi, con đường đường trai tráng lực lưỡng đẹp trai vậy nè, mà tối ngày bù lăng bù lóc chạy bàn để bưng hủ tiếu, vậy là sao? Vậy là tàn đời trai con hết. Tàn cái thằng cha mày chứ tàn. Tao với má mày gắn liền với nghề bán hủ tiếu này mấy chục năm nay, mới có tiền tạo cho mày nên dốc nên hình như bây giờ. Mày làm biến còn bán bổ cái nghề gia truyền của ba má mày nữa hả? Cho mày ăn học mày không chịu học, trì trật mày mới leo được lên lớp 12 rồi nghỉ ngang. Giờ con muốn đổi đời, con đổi bằng cách nào? Con nhìn cái gương của thằng Quân kia kìa, nó chăm chỉ học hành, mấy bữa nữa là nó lấy xong cái bằng đại học. Lúc đó bác Bảy chỉ ở nhà mà hưởng phước thôi, chứ ai mà lười như mày. Ê, ê da, chết rồi, quýnh nhiều quá, bị lông móc bệnh rồi. Quân ơi, tao chờ mày nha. Nghe. Trời ơi, công việc chưa xong mày chạy đâu vậy? Ê, để con đi với nó. Ừ. Ờ, Quân ơi, xe con sao đây? Dạ, con quên. Thưa cô Tư, con đi. Ừ, cẩn thận nha con. Con đi chú Tư. Rồi rồi con. Chú Tư ơi, tính tiền giùm con, chú Tư ơi. Ờ, của con một tô 10 ngàn. Dạ. Cho mày trường nghe mày. Mày chạy kiểu gì mày vậy mày? Mày cái kiểu giống như là ông nội của tao vậy. Dắt cái xe vô mày. Không. Cái thằng bạn như mày. Xuống mày. Xuống đâu? Xuống mày. Làm gì? Bây giờ tao với mày, từ đây qua đó, từ đó về đây, thằng nào mà thua cổng thằng thắng đi về. Từ đây qua đó? Ừ. Từ đó về đây? Ừ. Mày xăm mình hả mày? Tao có hình xăm mà. Chập mẹ chết đó bà. Thì kệ nó, mày chơi không? Mày thách tao phải không? Thách. Vuốt mặt cái không cười mày. Ừ.
Mày cơ hội dập bẻ thấy bà mày luôn. Chơi mày luôn. Chơi mày. Bông quẹo. Vô. Vô mày. Hôm nay cho mày biết thế nào là lễ độ. Trời ơi, tao sợ. Tao là kinh ngư Việt Nam đó mày. Thì kệ mày, tao không cần biết. Coi thằng nào là cá chết à. Anh Quân ơi, anh Quân. Ủa, chú Bảy, anh Quân chưa về hả chú? Quân nó chưa về con. Trời ơi, chú Bảy mua máy tính mới hả? Ừ. Nè, con thấy cái này có được không? Nè, cẩn thận dạ, á, đừng dạ. cho nó rớt nhà hư đó. Chú mua cho thằng Quân á. Thấy cái này chắc anh Quân mừng lắm chú ha. Chú biết á, nó đang làm luận văn tốt nghiệp. Không lẽ hở một chút là đi nhờ máy tính nhà bạn? Đâu có được. Cho nên chú quyết định mua cho nó luôn. Làm luận văn hả chú? Ủa, mấy bữa nay nè, chú thấy nó đi sớm về trễ. Chắc là nó qua nhà bạn có máy tính nhờ rồi. Dạ, chắc là vậy đó. Ý, mà chú, tiền đâu chú mua? Cái máy này á, chắc cả chục triệu luôn á. Thì chú mua trả góp mà. À, trả góp. Cho nên chỉ đóng mỗi tháng chút hả? Cái đó thì chú lo được. Dạ. Cho nên chú mới quyết định mua đó chứ. Con dạ. Con coi, con mở ra cái, con mở nguồn ra cho chú coi coi. Hồi nãy giờ chú muốn mở mà không biết mở. Đây, để con hướng dẫn chú Bảy nha. Chú Bảy mở màn hình lên nè. Đó. Xong rồi bên này có cái nút hình tròn nè. Chú Bảy nhấn vô. Chú Bảy giữ lâu chút xíu nha. Đó, màn hình sáng lên là đang khởi động với chú Bảy. Chú Bảy chờ chút xíu nha. Ê Quân, tao kể mày nghe nè. Hồi nhỏ xíu á, lúc mà tao còn ở dưới quê á, mấy thằng bạn á rủ tao đi tắm sông, mà tao sợ gần chết luôn á. Tới khi mà tao biết bơi rồi đó mà tao vẫn còn sợ. Mà mày biết không, con sông á nó nhỏ xíu à, cạn xìu nữa. Tao đứng bên bờ này tao nói chuyện á, mày đứng bên bờ bên kia mày còn nghe nữa. Vậy mà không biết sao á, tao không dám bơi mày. Lúc đó đó nha, mấy thằng bạn của tao á thấy tao nhát gan quá thì tụi nó mới bày mưu tính kế, tranh thủ á lúc tao đang tắm. Rồi lúc đó mày biết tụi nó làm gì không? Không. Lấy cái quần của tao rồi tụi nó bơi qua bên kia. Ghê vậy? Ừ. Rồi sao? Thì bây giờ tụi nó bơi qua bên kia rồi tụi nó đứng cười hô hố lên vậy đó, chọc tức tao chơi. Còn tao ở đây thì sao? Không có quần. Mà không có quần thì hôm nay tao tòng nhòng tao đi về. Đúng không? Mà lúc đó đó nha, trong đầu của tao á nghĩ ra một cái suy nghĩ táo bạo, là tao bắt buộc tao phải bơi qua. Mà lúc đó tao sợ lắm mày. Lúc nào tao cũng nghĩ là có khi nào tao bơi qua không được, rồi tao bị chuột rút, xong rồi tao bị chết đuối không. Nhưng mày biết cái điều kỳ diệu là gì không? Bởi vì cái quần, cho nên tao đã bơi được tới bờ bên kia. Cuối cùng tao cũng làm được, rồi sau đó tao có cái quần tao đi về nhà. Ê, mạng lớn. Ừ. Quá dữ. Ừ. Ủa mà sao tự nhiên mày kể chuyện ngày xưa cho tao nghe chi vậy? Ha, tao cũng hiểu. Nhưng mà nói chung á, là tao muốn đả thông tư tưởng của mày. Có cái điều hiển nhiên trong mọi chuyện á, là nếu như mà mày không thử thì làm sao mày biết là mày không làm được. Mà cái điều hiển nhiên hơn nữa, nếu như mà mày thử mà mày không có một mục tiêu chính đáng, làm sao mày làm được. Mày bị chú Tư ca bài ca con cá hoài, sao mày ca lại với tao chứ gì? Tao hỏi mày một điều này nè. Nói đi. Tại sao mày học đại học? Tại vì ba tao. Vậy tại sao mày lại bỏ đại học? Cũng là vì ba tao. Trời, trả lời rất vớt. Cái điều này chứng tỏ là cái mục tiêu ban đầu của mày đã bị dao động rồi. Nếu như mày đã quyết tâm đi học đại học là bởi vì ba của mày á, thì mày phải theo đuổi tới cùng. Tao biết cái chuyện ba mày bị bệnh á, cái khó khăn của mày á là khó khăn về tiền bạc, mà cái đó chỉ là nhất thời thôi. Mày phải biết á, cái nào quan trọng là mày ưu tiên cái đó trước. Nhưng mà làm sao tao nỡ để cho ba tao đập xích lô nuôi tao ăn học hoài được, trong khi á tao sức khỏe cường tráng như vậy. Làm sao tao để cho ba tao đập xích lô? Mày biết không, thấy ba tao cực khổ như vậy tao xót dữ lắm. Tao không biết phải nói sao. Nói chung á, cái đó là trách nhiệm của một người cha, hiểu không?
ba mày sẽ rất là vui, rất là khỏe. Nếu như mà mày học giỏi, mày ra trường có cái bằng rồi mày có công việc làm ăn đàng hoàng, đúng không? Cho nên á, tao đã suy nghĩ rồi, nhiều đêm lắm, tao trăn trở vì mày luôn á. Cuối cùng tao đã nghĩ được cách định hướng tương lai cho mày rồi. Lúc đó nha, mày vừa có thể đi học, vừa có thể kiếm tiền lo cho ba mày. Ghê vậy. Tiền không? Thế định hướng sao kể tao nghe coi. Tao lại tiếp tục hỏi mày một vài câu hỏi. Mày có sức khỏe tốt hay không? Lực, lực. Tay chân của mày cử động linh hoạt hay không? Linh hoạt. Linh hoạt đúng không? Vậy là đủ rồi. Gì vậy? Từ ngày mai á, ban ngày thì mày cứ đi học ha, còn ban đêm mày đi với tao. Theo mày làm gì? Cốc cà lóc, cốc cà lóc, cốc cà lóc, cốc cà lóc, cốc. Cưỡi ngựa hả? Phải. Đi gõ hủi tiêu gõ thay tao. Gõ, ây gõ dạ. Vô cái đầu mày chứ gõ. Trời đất ơi, tao tưởng đâu mày định hướng cho tao một cái gì đó lớn lao, vĩ đại lắm. Mà sao tự nhiên mày không làm nữa, mày kêu tao làm. Mày cũng biết mà. Mày nhìn tao đi ha. Đẹp trai sáng láng, nhưng mà tao là ai? Tèo. Mà tèo là phải tự tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình, hiểu không? Tao không thể nào mà ăn bám ba má tao hoài được. Nhưng mà tao thấy ba má mày có bán được bao nhiêu đâu, mà phải mướn thêm người, mướn thêm nặng gánh lắm. Khi dễ. Đừng khi dễ nha. Trời ơi, có nhiều hôm á ba má tao làm không kịp bán luôn kìa. Thôi nói chung là mình cứ chốt vậy đi ha. Buổi sáng mày cứ đi học, buổi tối mày đi gọi với tao. Để tao suy nghĩ đi. Suy nghĩ cái gì nữa? Chú Bảy mà biết mày bỏ học á là tao đảm bảo với mày luôn là ổng lên tăng xong. Vậy bây giờ mày chọn đi. Giữa đi gõ cà lóc cốc, cà lóc cốc, cà lóc cốc, kiếm tiền phụ ba mày, thấy không? Mà mày vẫn đi học được. Với lại ba mày lên tăng xong bởi vì mày bỏ học. Cái nào tốt hơn? Chọn. Thôi tao đi tắm. Dạ. Ê, đi tắm cho mát mày. Ê, mày có lời nói tao không ra gì hả mày? Tao trả lời mày sao? Ê, tắm đi. Thằng khùng. Tắm đi mày. Không. Tôi bơi không? Tao đâu có rảnh. Mày không bơi tao bơi. Tao biết tao giỏi rồi. Mày xuống đi. Anh Quân á, thường làm luận văn á thì anh phải gõ như vậy nè chú Bảy. Thay vì anh viết tay á thì bây giờ anh gõ vô máy tính. Như vậy á, anh sẽ viết nhanh hơn. Với lại á, khi nào mà anh viết sai á thì anh xóa. Còn nếu mà mình viết bằng giấy á, mình phải tẩy tới tẩy lui nó mệt lắm. Để con ví dụ cho chú Bảy coi nha. Đây. Đây, gõ vô đây. Thí dụ như con viết tên của anh Quân nha. Con viết tên anh Quân nè. Trần. Anh Quân. Ví dụ như con viết sai phải không? Con xóa đi. Xóa, xóa, xóa. Xong, sửa lại. Đó, chú Bảy thấy hay không? Trời, bây giờ lỡ mà viết trên giấy á, phải tẩy tới tẩy lui mệt lắm. Nhưng mà viết trên đây rất là lợi luôn á. Trời ơi, vậy dạ. À, hay quá hả con? Bây giờ tiến bộ thiệt ha. Dạ. Ừ. Còn cái này nữa nè chú Bảy. Ừ. Cái này nè, là chỗ phát nhạc nha. Thí dụ như chú Bảy thích nghe nhạc cải lương, ca cổ cải lương gì đó, cái xong á chú nói với anh Quân á, ảnh lên mạng tải về. Sau đó chú mở lên nghe. Nói chung á hả, là hay lắm nha. Bây giờ chú thích bài gì cũng có hết trơn á, chú khỏi cần nghe cái máy cassette luôn. Dạ. Trời đất, hay vậy đó hả con? Dạ. Trời ơi, sao mà nó hiện đại dữ vậy nè con. Ý, ở trong này con thấy người ta tải sẵn rồi nè chú Bảy. Để con coi, có bài Tình Anh Bán Chiếu nè, Bánh Bông Lan nè, Dạ Cổ Hoài Lan nữa. Trời, sao người ta biết chú Bảy thích nghe cải lương mà người ta tải hay vậy? Hồi sáng á, cái cô nhân viên á, cô hỏi chú vậy chứ thích nghe cái gì. Ừ? Thì chú nói nghe cải lương ca cổ này nọ. Vậy là bây giờ nó vô đây hết rồi đó hả con? Dạ, tải nhanh lắm chú. Tải là có liền hả? Nè chú Bảy, con nói nhỏ này nha. Bữa nào á, con chỉ chú Bảy chơi Facebook. Facebook hả? Dạ. Ừ. Ý, anh Quân về. Anh Quân. Ủa, ba, Minh Châu. Gì vậy? Nhà của anh tự nhiên chặn anh rồi. Tên. Hả? Chú Bảy mua cho anh cái máy tính để làm luận văn đó. Nhưng mà tiền ở đâu ba có? Cái đó thì con không cần phải lo. Ba lo được thì con cứ để cho ba lo.
Bây giờ nè, con phải tập trung vô học hành. Sắp sửa tốt nghiệp rồi, có cái máy này á, con khỏi phải đi tới đi lui nhờ của bạn bè, nó ngại lắm. Coi kìa, thanh niên gì mà mít ướt dữ vậy? Châu nó cười con kia kìa. Trời, mít ướt quá à. Nhìn mặt khóc xấu quá à. Chú Bảy hả? Để con mở cải lương cho chú Bảy nghe nha. Ờ à. Đó. Bánh bông lan hương, bông lan vừa thơm vừa ngọt đây. Ai bánh bông lan? Vừa mới ra lò, vừa thổi, vừa ăn nè. Anh Quấn, mua bánh bông lan của em đi. Cô bán cho tôi cái bánh bông lan đi cô. Dạ, một cái 5.000. Tôi có 500. Cô Hai bán cho tôi được không? Thôi, vậy thôi, tôi không bán đâu. Cô Hai, hay là cô Hai bán thiếu tôi đi. Bông lan, bông lan canh trăng, canh trăng vị vàng, hoa thương cô nàng kêu bánh bông lan, xe đò lục lục tình miền Tây, quen hơi nhớ tiếng hoa vàng